Xin chào các bạn, lại mình là Kame Zaman Vochi đây ạ. Như mong muốn của người xem là đẩy nhanh tiến độ ra các tập phim bằng cách chia phần, thì chúng ta đã nhận được những hình ảnh rò rỉ mới nhất về phần 2 của tập 76. Và những hình ảnh rò rỉ lần này thật sự khá điên rồ. Một lần nữa hình ảnh chiếc ghế bí ẩn vẫn xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ, nhưng lần này nó đã đặc biệt hơn khi đi kèm một thông điệp bí ẩn khác. Còn với những hình ảnh khác thì nó đang hướng cho chúng ta tới một phần 2 của tập 76 đầy bùng nổ đây. Vậy thì trong video này hãy cùng mình phân tích chi tiết các hình ảnh rò rỉ này để xem các hình ảnh rò rỉ sẽ cho chúng ta những thông tin gì, hơn cả là tìm hiểu xem thông bí ẩn mà The Phúc Boom đưa ra là gì nhé. Hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình thêm động lực phân tích nhanh hơn nha. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Ngay trong phần 1 thôi, The Phúc Boom đã cho chúng ta thấy rất nhiều các át chủ to lớn mới xuất hiện thêm, đồng thời một số nhân vật của Liên Minh trở lại. Và trong phần 2 này, có lẽ tộc TV Man sẽ bắt đầu tham gia vào trận chiến nhiều hơn, vì họ đã thực sự ít tham gia vào lực lượng của Liên Minh trong một thời gian dài rồi. Ngay trong hình ảnh rò rỉ đầu tiên, một hình ảnh rõ nhấn về một TV Man xuất hiện. Thế nhưng anh ấy lại đang có một hành động khá là bí ẩn, khi đang chỉ tay về một thứ gì đó, trong khi màn hình của anh ấy đang phát ra nguồn ánh sáng mạnh mẽ. Điều này cho thấy dường như TV Man này đang sử dụng sức mạnh của mình để thôi miên ai đó. Nếu như không có gì thay đổi về các TV Man, thì màn hình của họ thường chỉ có khả năng thôi miên, thay vì có thêm một số chế độ khác như TV Woman hay là Shadow TV Man. Có thể là anh ấy sử dụng nó để tấn công thôi miên một Astro nào đó xuất hiện phía sau Kamezaman POV cũng nên. Nếu như xét về khung cảnh xung quanh khung hình này, mình nghĩ đây sẽ vẫn có thể cùng một nơi với phần 1, vì đường xá và những tòa nhà rất giống nhau. Điều bí ẩn nhất vào lúc này đó là TV Man đang chỉ vào thứ gì? Tại sao anh ấy lại vừa sử dụng tia năng lượng rồi chỉ về phía đó? Có thể anh ấy phát hiện ra ai đó bí ẩn đang quan sát họ trên những tòa nhà cao, và tia năng lượng của anh ấy có thể giúp anh ấy phát hiện ra họ. Bởi vì trong các tập gần đây một số nhân vật vô cùng bí ẩn đã xuất hiện rất nhiều, nhưng cũng có thể anh đã phát hiện ra cuộc tập kích của lũ Astro rồi chỉ tay báo hiệu cho những người khác, hoặc đơn giản là sự xuất hiện của một số Shikimi đi cùng với các đặc vụ. Có lẽ TV Man bất ngờ vì sự hợp tác mới này. Dù sao thì mình nghĩ với sự trở lại này của các TV Man họ chắc sẽ có gì đó thay đổi, và mình nghĩ cùng sẽ có những người khác của tộc họ xuất hiện. Có thể là TV Woman hay Shadow TV Man. Các bạn nghĩ TV Man đang chỉ vào thứ gì? Hãy bình luận cho mình biết nhé. Chúng ta còn có thêm hai hình ảnh rò rỉ khác cũng bí ẩn không kém gì rò rỉ đầu tiên cả. Hình ảnh rò rỉ thứ hai là hình ảnh về một Kamezaman đang trên tay một khẩu súng điện. Mình nghĩ đây có thể là thanh niên đi cùng với Kamezaman POV ở phần 1, vì anh ấy cũng cầm khẩu súng như vậy. Thế nhưng thứ làm mình chú ý hơn cả đó chính là hình ảnh chiếc ghê lại xuất hiện đằng sau anh ấy. Đây đã là lần thứ 3 nó xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ rồi. Chiếc ghê này không phải là chiếc ghế trong phần 1 mà nó giống với chiếc ở tập 75 hơn. Liệu nó có phải là chiếc ghế ở tập đó? Lần này nó đã dịch chuyển tới khu vực này hay không nhỉ? Với nhiều lần xuất hiện như này trong các tập phim và các tấm hình rò rỉ, nó càng ngày càng chắc chắn rằng nó sẽ đại diện cho một thông điệp nào đó, hay có thể như giả thuyết về tộc mới xuất hiện chẳng hạn. Bởi vì nó luôn luôn quan sát mọi thứ diễn ra ở gần những khu vực mà Liên Minh đang tập trung. Nó luôn làm mình liên tưởng tới đặc vụ bí ẩn, người cũng có sở thích quan sát Liên Minh một cách bí ẩn như vậy. Cũng đã có rất nhiều giả thuyết nói rằng chiếc ghế chính là đặc vụ bí ẩn biến thành. Nhưng mình nghĩ rằng với một thời gian dài quan sát Liên Minh mà không cần biến đổi gì cả, thì vào thời điểm giờ việc biến đổi hay không đối với đặc vụ bí ẩn mà nói cũng không quan trọng, vì anh ấy có thể khiến người khác không nhìn thấy mình, cho nên giả thuyết đó khá là khó xảy ra. Nhưng còn một thứ khác cũng đập ngay vào mắt mình, đó là một dòng chữ đảo ngược ở góc này đây. Đảo ngược lại được chữ này, cơ mà dịch ra nó có nghĩa hơi khó hiểu là thức ăn gia súc. Theo như mình tìm hiểu thì đây như là một từ ẩn dụ cho việc các đặc vụ Kamezaman có thể trở thành các miếng mồi cho lũ Astro to lớn. Đường như sẽ có một cuộc thảm sát nào đó trong phần này, và lũ Astro sẽ biến các đặc vụ thành thức ăn, còn chúng chính là lũ gia súc, mà trong lũ này có những kẻ còn là động vật nữa. Nên điều này càng khẳng định tập 76 phần 2 có thể là một thảm họa dành cho các đặc vụ của Liên Minh. Ngoài ra theo một số tiết lộ, thì tập này còn có thêm một nhân vật mới nữa. Khá đáng mong đợi, vì mỗi lần có một thứ gì đó mới thì The Phúc luôn biết cách tạo bất ngờ cho chúng ta. Vậy nên nhân vật mới thật sự sẽ khiến tập này thêm phần thú vị. Do gì cuối cùng cũng sẽ cho chúng ta biết về một thứ đáng mong đợi khác, đó là hình ảnh về một lõi năng lượng màu đỏ. Và ngay lập tức thì màu sắc này đã làm chúng ta liên tưởng tới Titan Speaker Man ngay lập tức, vì đó chính là màu đại diện cho anh ấy. Và lõi năng lượng này có thể chính là của Titan Speaker. Mình nghĩ có thể anh ấy sẽ có một cuộc phẫu thuật lớn, biến đổi hoàn toàn, vì anh ấy đã trở nên yếu đuối và cơ thể cũ cũng không còn mấy nguyên vẹn nữa. Và thời điểm hiện tại để nâng cấp anh ấy là vô cùng hợp lý. Nhưng với trường hợp nó chính là lõi năng lượng của Titan Speaker, vì chúng ta không thể chắc chắn được rằng liệu đây có phải là một lõi năng lượng hay không, hay nó là một thiết bị nào đó, hay là một vũ khí mới hay không, vì nó trông khá giống với một vũ khí tân tiến. Đây có thể là một vũ khí của lũ Astro cũng nên, vì tình hiện tại để tạo ra một cơ thể mới cho Titan Speaker cũng không thể diễn ra nhanh như vậy được, nên khả năng Titan Speaker được nâng cấp sớm là rất khó. Anh ấy sẽ vẫn được nâng cấp, nhưng mình nghĩ sẽ là một vài tập nữa, vì thường The Phúc Boom ít khi thay đổi một nhân vật nhanh chóng như vậy, đặc biệt đó lại là cả một Titan như vậy. Nhưng theo như tiết lộ thì The Phúc Boom có nhắc tới một nhân vật nữ mới, một số lượng khá đông cũng cho rằng thứ này có thể liên quan tới một nhân vật nữ, có thể là một Titan nữ siêu mới chẳng hạn. Một số giả thuyết khác lại cho rằng nó có thể là lõi của Giman Tolus sau khi nâng cấp. Vậy còn các bạn thì nghĩ đây là gì và nó là của nhân vật nào? Hãy bình luận cho mình biết nhé. Với những hình ảnh rò rỉ như vậy, mình nghĩ rằng phần 2 có thể được công chiếu sớm trong vài ngày nữa mà thôi. Nên là hãy nhớ theo dõi mình bằng cách đăng ký kênh cũng như like video này nếu bạn thấy nó thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!